hai nhiên là bình thường, nhưng mà vấn đề là có bất thường là hiện đến được chăng, đúng không? Cái thứ hai là siêu âm thai bây giờ thì không có mấy người làm, bởi vì nó khó và không có máy để làm, vì máy thường thường các chị làm không có nổi, đúng không? Vấn đề là các chị phải biết sàng lọc. Sàng lọc tức là cái người, cái thai nào mà có nguy cơ tim thai thì các chị phải gửi tim, đúng không? Mình phải sàng lọc cái đối tượng đó. Thì cái bài này là cái bài sàng lọc cái nguy cơ tim thai. Thứ nhất, nó không siêu âm tim thai, nó không phải là khảo sát thường quy. Đó, cho nên mình phải biết sàng lọc. Một số yếu tố nguy cơ bao gồm là gì? Tiền sử gia đình có bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ anh chị bị tim bẩm sinh. Cái thứ hai là người mẹ có bệnh tiểu đường thì nó tăng gấp 5 lần nguy cơ tim bẩm sinh. Cái thứ ba là thai đau ối coi chừng có tim bẩm sinh. Đó. Ngoài ba cái này ra thì mình phải làm siêu âm. Cái thời điểm lý tưởng để thực hiện siêu âm tim thai thì trước đây thì bây giờ không biết tiến bộ máy, những cái máy chuyên về siêu âm tim thai thì không biết khả năng khảo sát được bao nhiêu, nhưng mà tôi thấy trong một số tài liệu cũng là nó khảo sát vào quý 1 luôn, nhưng mà thông thường là mình phải khảo sát quý 2, bởi vì vào tuần thứ 18 đến 52 đó là thời điểm quý 2 đó, thì cái tim thai nó cũng chỉ bằng một cái đồng xu của người Mỹ thôi, tức là cái này nó khoảng 5.000 của mình, cái đồng 5.000 rất là nhỏ chứ không có to. Bây giờ mình phải nhận diện cái nguy cơ thai nhi nó bị tim bẩm sinh. Thì muốn nhận diện thì mình muốn biết cái bất thường thì mình coi cái bình thường. Thì cái bình thường á, là khi mình làm siêu âm trắng đen thì cái điều cơ bản là mình phải thực hiện được cái lát cắt ngang 4 vòng tim. Cắt ngang lồng ngực á, là coi như cắt ngang qua 4 vòng tim. Thì khi mình cắt ngang qua lồng ngực á, thì luôn luôn mình cái cấu trúc dạ dày đầu tiên mình phải nhìn đó là cái cột sống nó nằm ở đâu. Đâu? Cái thứ hai là mình phải biết là em bé nó đang nằm ngôi đầu hay ngôi mông, đúng không? Rồi từ đó mình mới suy ra bên phải bên trái chứ, đúng không? Thì đây là một cái em bé nó nằm ngôi mông, cái cột sống nó nằm ở phía sau. Cái làm sao có nhiều người lặn lộn trái phải về em bé ghê lắm. Thầy em không cách nào hình dung nổi là cái bên phải bên trái em bé. Thì một cái cách mà hồi tôi đi học thì Toàn dạy là gì? Cái gì biết thầy Toàn? Đội danh Toàn á. Toàn ở đây không còn, Toàn chứ mình nên đi Úc rồi. Là ngày xưa làm bên Hùng Vương. Ngày xưa thầy Toàn có dạy rằng là mà sau đó tôi theo thầy, tức là sao? Tức là mình ví mình là em bé mình nằm trong một bà bầu để mình hình dung, đúng không? Mình nằm trong một bà bầu để mình hình dung. Thì tôi làm theo cách đó thì tôi thấy ok. Thì bây giờ từ cái cuộc sống, từ cái ngôi thai thì mình suy ra đây bên phải, đây bên trái, đây phía trước, đây phía sau. Thì cái từ đó mình mới nhận diện cái tim thai. Thì cái vách liên thấp và liên nhĩ này thông thường nó một cái đường thẳng như thế này, từ đây chính là cái trục tim thai. Thì cái trục này thường là khoảng chừng 45 độ cộng trừ, nhưng mà mình nhớ 45 độ thôi cho nó đơn giản. Thấy chưa? Rồi ở tim thai nó có 4 buồng thì 3 buồng nó nằm ở bên trái rồi, thì có cái nhĩ trái này nằm bên phải thôi, đơn giản chưa? Rồi cái nhĩ phải này nằm bên phải thôi. Cái nhĩ trái là cái cấu trúc nằm gần cột sống nhất, và cái động mạch chủ ngực này nó nằm ở bên trái cột sống, cái cột sống này thôi. Chưa? Và chỉ có một cái động mạch chủ ngực thôi, còn bên phải này không có gì hết trơn. Thấy chưa? Bốn buồng tim này nó cân đối với nhau, mặc dù là nó cân đối tương đối thôi, là bởi vì cái thấp phải này nó có cái dải băng ở đây, cái dải cơ ở đây. Đó. Rồi. Một cách nôm na thì người ta vẽ như thế này, đây là trục tim, bốn buồng tim, chỉ có cái nhĩ phải nó ở đây, cái động mạch chủ ngực ở đây. Rồi, để nói tim to hay không á, thì người ta so sánh cái diện tích của cái tim so với cái diện tích của cái lồng ngực. Thì cái diện tích này nó nhỏ hơn hoặc
bằng 1/3 so với diện tích lồng ngực, thì đó là bình thường. Như vậy là sau khi mình nhận diện tích bình thường rồi, mình sẽ coi cái bất thường ha. Thì đây là cái diện tích tim người ta so sánh so với cái diện tích lồng ngực. Cái này mình ước lượng bằng mắt tương đối được anh chị. Dạ. Thì nếu mà trục tim thai bình thường, kích thước tim thai bình thường, tầm mạch chủ xuống nó nằm bên trái cột sống, thì đó là một cái rất là thuận lợi để nói là cái tim nó bình thường, có gì hết. Tiếp đến là mình phải coi cái si tốt. Si tốt là gì? Giờ mình phải định nghĩa si tốt. Cái hồi mà tôi đi học siêu âm tim ở bên viện tim á, thì tôi rất là thắc mắc khi mà trong cái form trả lời kết quả nó có một cái mục là si tốt. Thì có khi là bác sĩ ghi trước ghi là situs solitus, có khi là situs inversus. Thì tôi mới về, tôi mới lật sách ra, thì hồi tới đi học bên học đó thì nó có cái giáo trình siêu âm tim 1/3. Về thì tôi thấy rằng là cái phần situs trong cuốn sách nó viết chưa đến một trang, tôi không thể hiểu được. Tôi mới tò mò tôi đi tìm hiểu về cái situs. Thì cái situs nó rất là vai, rất là quan trọng trong tim mạch, cho nên là trong đó người ta có ghi. Cái thuật ngữ này có nghĩa là situs có nghĩa là vị trí. Thì trong bệnh cảnh tim bẩm sinh thì situs nó là ám chỉ cái vị trí của nhĩ và các tạng so với cái đường giữa. Cái bất thường về situs nó hiếm gặp, phức tạp và dễ nhầm lẫn. Đây là để đơn giản hóa thì mình sẽ có 7 cái thể chính. Phần lớn chúng ta là situs solitus. Các anh chị không cần đọc cái này, nhìn cái hình thôi tôi mô tả cho. Situs solitus là gì? Có nghĩa là cái phổi bên phải mình nó có 3 thùy mà phổi trái có 2 thùy. Cái mõm tim nó nằm ở bên trái, cái quai động mạch chủ xuống nó nằm bên trái, cái lá gan nó nằm bên phải, cái lá lách nó nằm bên trái. Cái cung đại tràng nó xoay như thế này và như vậy là cái ruột thừa nó nằm ở dòng phải, đúng không? Dễ hiểu không? Hầu hết chúng ta là situs solitus. Người ta thống kê đối với situs solitus thì cái tần suất tim bẩm sinh là 1%. Như vậy thì nếu mà thực hiện cái lát cắt ngang lồng ngực bình thường, situs solitus rồi, không phải là đối tượng nguy cơ tim bẩm sinh, không còn là gì nữa hết, đúng không? Dạ. Thì đây là một cái mà để cắt lát cắt đó thì rất là đơn giản. Mình cắt ngang lồng ngực, mình quét xuống trình điển cái đầu dò xuống đến bụng là mình biết rồi, bởi vì đây là cái bóng nước dạ dày, đúng không? Nhân viên được dạ dày chứ chưa bao không dễ mà, mọi người là bóng hơi, còn con nít là bóng nước, đúng không? Nước ở trong dạ dày. Thì đây là đây là bên phải thai nhi, đây là bên trái cái mõm tim bên trái, đây là hai cái thất, hai cái nhĩ, đây là cái cột sống, cái động mạch chủ xuống nằm bên trái cột sống, cái trục tim hướng về bên trái, mõm tim ở bên trái, động mạch chủ xuống bên trái và quai động mạch dạ dày bên trái và cái động mạch chủ xuống nó nằm bên trái cột sống. Như vậy là ba cái cấu trúc bên trái thì nó là situs solitus. Nó có một điều trong cái hình mà cắt ngang cái mẫu tự thiết này, các anh chị lưu ý là đây là cái động mạch chủ xuống và đây là tĩnh mạch chủ dưới. Hai cái cấu trúc này nó nằm so le so với cột sống chứ nó không nằm đối xứng hai bên cột sống, lưu ý nha. Mình nhớ ngay chưa? Đây là cái cột sống nè, đây là động mạch chủ xuống nè và đây là tĩnh mạch chủ dưới, tức là nó nằm so le như thế này nha. Rồi cái gì phải biết cái bình thường mà phải nhìn ra cái bất thường đó. Rồi, đây là một cái tình suy tốt, so đi tốt và tim bẩm sinh là 1%. Đây là ngôi đầu, đây là cái cột sống, thấy chưa? Rồi, như vậy là cái mõm tim này nó nằm bên trái hay bên phải? Trái. Ngôi đầu mà cái gì chui vô bụng em bé, cái gì mà nằm thử coi, thấy chưa? Đó, đây là bên trái và kéo xuống dưới bụng dạ dày bên trái, cái động mạch chủ xuống bên trái, thì ba cái này nó nằm bên trái hết thì nó là situs solitus. Bây giờ rồi đơn giản ha.
Cái thứ hai cũng rất là đơn giản là cái sinus nhân đề xuất. Cái này không dịch là đảo ngược phụ tạng cái gì à, thì tốt nhất là anh chị dùng đúng từ của nó thôi. Sinus nhân đề xuất là nạn soi gương của cái kia, tức là bây giờ gì, cái phổi phải nó có hai thùy, phổi trái nó lại có ba thùy. Cái lá gan nó nằm bên trái, cái lá lách nó nằm bên phải, và cái ruột thừa nó nằm ở phía trục trái, đúng không? Tức là cái nạn soi gương hoàn toàn. Tần suất tim bẩm sinh của cái situs anexus là 2%, tức là nó cũng tương tự như situs, không có gì ở Mỹ hết, đúng không? Như vậy là nếu mình gặp như vậy thì đối với mình suy ra hình ảnh siêu âm trên cái thai nhi này, mình thấy gì? Thứ nhất, mộng tim nó nằm bên phải, đúng không? Thứ hai, cái bóng nước dạ dày nó nằm bên phải. Thứ ba, cái động mạch chuỗi xuống nó nằm bên phải. Mình không coi được những cái khác á chị, không, mình không có coi gan với lách, vì gan lách nó như nhau à. Cũng không coi phổi, đúng không? Mình không đếm được thùy phổi trên siêu âm đâu, đúng không? Mà ba cái mình có thể coi được là gì, cái mộng tim nó nằm bên phải hay bên trái, cái bóng nước dạ dày nó nằm bên phải hay bên trái, cái quai động mạch chủ nó nằm bên phải hay bên trái. Bây giờ trên siêu âm mình nhận diện ba cái đó thôi. Rồi nếu mà ba cái đó bây giờ nó nằm bên phải hết thì nó là situs nhân đề xuất và tim bẩm sinh là 2%. Rồi bây giờ mình có một cái hình, đây là bên trái bệnh nhân, đây là bên phải bệnh nhân, thì cái bóng nước dạ dày nó nằm ở bên phải, cái động mạch chủ xuống nó nằm bên phải của cái đường giữa, và cái mộng tim nó nằm ở bên phải. Như vậy là cái động mạch chủ xuống ba cái bên phải ấy, thì nó là sinus nhân đề xuất. Bây giờ như vậy thì cái gì nhắc lại không, sinus situs là gì? Mộng tim bên trái, động mạch chủ xuống bên trái, và dạ dày bên trái, và ngược lại nó qua bên phải hết là về xuống. Tần suất tim bẩm sinh cái 1%, cái 2%, tức là không cần phải làm siêu âm tim thai. Rồi bây giờ mình nói đến cái dextrocardia. Dextro là gì? Cardia là tim mà dextro là bên phải. Nhưng mà cái này cái gì tốt nhất là đừng có dịch là tim bên phải, bởi vì nó rất là vậy thì cái situs hay về suốt tim nó cũng nằm bên phải đó cái gì sao. Thì cái dextrocardia nó là gì? Dextrocardia thì cái động mạch chủ xuống nó vẫn bên trái và cái dạ dày nó nằm bên trái luôn, tức là nó giống như cái thằng situs solitus, nhưng mà chỉ có cái mõm tim nó qua bên phải nó nằm thôi, thì lúc đó người ta gọi là dextrocardia. Thì cái tần suất tim bẩm sinh người ta thống kê là trên 95% là nó sẽ bị tim bẩm sinh. Rồi cái gì thấy ý nghĩa chưa? Bây giờ ba cái đó nó nằm bên phải hoặc bên trái hết thì nó không có là gì hết, nhưng mà bây giờ chỉ có cái mõm tim nó nhảy qua bên phải nó nằm thôi, thì cái tần suất tim bẩm sinh nó là trên 95%. Dạ. Ở đây người ta làm một cách chồng hình đơn giản, tức là người ta chồng một cái lát cắt ngang qua bốn buồng tim và lát cắt qua dạ dày. Thì cái gì thấy rằng là hai cái này, cái dạ dày bên trái, cái động mạch chủ xuống bên trái, cái mõm tim bên phải, cái này chẩn đoán đó là dextrocardia. Cái hình này là cái hình người ta chồng hình lên cho mình cái hình chung. Thấy chưa? Thì tim bẩm sinh là 95%. Đã. Đây là một cái trường hợp cái mõm tim là nó qua phải, trong khi đó cái dạ dày và cái động mạch chủ xuống nó nằm bên trái. Thấy chưa? Và nhìn cái tim này là chắc chắn bất thường rồi. 95% là tim bẩm sinh. Rồi. Cái gì thấy rằng là cái mõm tim và cái động mạch chủ xuống là hai bên, hai ngược hướng nha, đây là cái cuộc sống này nè. Thấy chưa? Và cái này nó không có cái hình dạ dày, nhưng mà cái hình dạ dày là nó nằm ở bên trái, thì đó, cái mõm tim này bên phải. Như vậy là đây là một cái dextrocardia và 95% là tim bẩm sinh. Đây là một cái hình một cô nhân viên ngân hàng có đi khám bệnh kiểm tra thôi. Thì khi mà tôi đọc cái phim X-quang này, tôi ghi là dextrocardia, chứ tôi không ghi là đảo ngược phụ tạng, mà tôi cũng không ghi là situs nhân đề xuất. Thì bác sĩ tim mạch mới xuống hỏi tôi là tại sao kỳ vậy. Tôi nói ủa sao cái này anh làm tim mạch mà anh không biết. Vì tim mạch là phải biết cái này cả chị. Tim mạch là phải biết cái này. Tim mạch là phải biết cái này. À, bởi vì sao? Cái bóng hơi dạ dày ở bên trái, cái mõm tim nó bên phải, mà
mà cái động mạch chủ số đã nằm bên trái. Bây giờ cái người này thì tôi thấy cô này khỏe mạnh lắm, thì tôi nghĩ là hỏi là không có bệnh tim gì hết á, chắc có lẽ là trong mấy cái phần trăm còn sống lại không có bị tim bẩm sinh. Cái visceral cytosis thì dùng từ thì nó sợ như vậy, nhưng mà cái gì đừng có sợ, visceral là tàn, nhưng mà tôi cũng không có dịch ra là cytosis tàn. Thì cái tần suất tim bẩm sinh của cái cytosis này là từ 75-85% là bị tim bẩm sinh. Nó khác biệt là gì? Cái mõm tim nó vẫn nằm bên trái, cái động mạch chủ xuống nó vẫn bên trái, nhưng mà cái dạ dày nó vẫn nằm bên phải. Đấy à? Bây giờ có lúc này là cái tim nó nhảy qua phải thì nó đến 95% tim bẩm sinh. Còn bây giờ cái dạ dày nó nhảy qua bên phải thì nó 80% tim bẩm sinh. Rồi, như vậy là cái visceral cytosis là cái dạ dày qua phải, nói rằng cách đơn giản như vậy, và tim bẩm sinh là 80%. Cái gì thấy là mõm tim bên trái, nhưng mà đây dạ dày nó qua bên phải, cái động mạch chủ xuống nó vẫn bên trái, nó có một cái bất thường đó, và cái này chính là mình mới học. Lúc nãy là cái gì nãy là tôi nói là cái động mạch chủ và cái tĩnh mạch chủ dưới nó nằm lệch nhau chứ nó không có nằm bối xuống như thế này. 80% tim bẩm sinh. Rồi bây giờ cái quai động mạch chủ qua phải, thì bình thường á cái quai động mạch chủ mình nó lên nó vòng qua trái, nhưng mà mấy cái thằng mà nó bị thân chung động mạch á, thân chung động mạch nó gọi là truncus arteriosus, thì 50% trường hợp nó bị thân chung động mạch á, tức là cái động mạch chủ và động mạch phổi nó cùng một cái thân, nó tách lên là đây là động mạch phổi và đây là động mạch chủ. Thì 50% trường hợp là cái động mạch chủ nó không vòng qua bên trái thông thường mà nó vòng qua bên phải như này, nó gọi là quai động mạch chủ qua phải. Và mấy cái thằng tứ chứng pha lô đó là 25% nó có cái quai động mạch chủ qua phải. Thấy chưa? Và ngoài ra thì một số cái thằng khác nó cũng có quai động mạch chủ qua phải đó. Thì như vậy là ở cái mặt cắt ngang qua bốn mồm tim này, thấy mõm tim bên trái mà cái động mạch chủ qua phải, cái dạ dày vẫn ở bên trái, thì lúc đó mình nói đó là cái động mạch chủ qua phải. Thì lúc đó mình nói động mạch chủ qua phải thì tương đương nó có nghĩa là nguy cơ cao cho học sinh. Rồi như vậy thì tóm lại mình nhìn trên cái này thì mình hình dung ra vấn đề. Bây giờ cytosis, solitus là ba cái cấu trúc mình đề cập đến nó nằm bên trái. Cytosis, solitus là ba cái cấu trúc nó nằm bên phải. Hai cái này tần suất thì mình dùng rất là thấp, 1-2% thôi. Cái tetrocardia là cái mõm tim nó qua phải nó nằm, hai cái còn lại bên trái. 95% tim bẩm sinh. Cái visceral cytosis, cái dạ dày qua bên phải nó nằm, 80% tim bẩm sinh. Và cái quai động mạch chủ qua phải nó nằm, hai cái kia còn lại còn nằm bên trái, cũng tần suất tim bẩm sinh rất là cao. Đơn giản không phải gì? Rất là đơn giản. Và cái gì có phức tạp trong khảo sát không? Không phức tạp, cắt ngang qua lồng ngực, kéo xuống dưới ổ bụng. Và nhớ nhìn ba cái cấu trúc đó: mõm tim, động mạch chủ xuống và dạ dày. Đơn giản không? Quá đơn giản. Rồi, đó là những cái cytosis nó rõ ràng. Còn bây giờ nó có một cái cytosis ambiguous. Ambiguous có nghĩa là mơ hồ. Mơ hồ thì nó có hai kiểu hình là right isomeric rhythm, tức là cái kiểu hình bên phải, và left isomeric rhythm là kiểu hình bên trái. Cái kiểu hình bên phải là gì? Anh chị đừng có đọc cái này, nhìn cái hình đây. Cái phổi bên phải nó có va thùy, thì bây giờ cái phổi trái nó cũng có va thùy. Cái gan nó trải từ bên phải qua bên trái nó nằm, không có la lách. Thành ra là nó gọi là asplenia syndrome hoặc là right isomerism, tức là cái kiểu hình bên phải là ưu thế bên phải, tức là ưu thế bên lá gan đó là không có la lách. 80% nó chết trong năm đầu của cuộc sống rồi, cho nên hầu như mình không thấy trên cái cuộc đời này. Nhưng mà trong bào thai thì có. Bây giờ vấn đề là đừng để người ta mang thai 9 tháng 10 ngày rồi người ta đẻ ra em bé chết ngay.
đúng không? Nó có một cái đặc tính là tĩnh mạch trụ dưới và động mạch trụ bụng nó nằm cùng một bên cột sống, nó là nằm bên phải hoặc là bên trái. Anh thấy không? Hay không? Bình thường là động mạch chủ và tĩnh mạch trụ dưới là nó nằm hai bên và nó nằm so le, đúng không? Còn bây giờ là hai cái động mạch và tĩnh mạch này nó nằm cùng bên, hoặc là bên phải hoặc bên trái. Nói một cách hình dung cho mình dễ hình dung đây, mình vẽ cái nhận diện cái thân sống đây thì mình thấy hai cái mạch máu nó xếp hàng, đây là bên trái và đây là bên phải. Thì hai cái này là mình thấy ở trong cái kiểu hình của right isomerism. Bây giờ, rồi bây giờ mình coi trên hình, mình thấy lớp cắn ngang bụng đây, mình thấy đây là cái cột sống đây, đây là cái dạ dày. Hai cái mạch máu này nó nằm bên phải. Một cái em bé khác, cái đường midline đây, đây là cái dạ dày, và hai cái cấu trúc này nó nằm bên trái. Hai cái này đều là right isomerism, tức là cái trụ hình bên phải hết, tức là không có la lách. Đó, hai cái này nó nằm bên phải hết. Dạ. Tim bẩm sinh rất là cao đối với cái kiểu hình đó. Cái kiểu hình ambiguous thứ hai, mơ hồ thứ hai là left isomerism, tức là kiểu hình bên trái. Thì bây giờ bên trái nó ưu thế, cho nên là cái phổi này nó hai thùy bên phải và hai thùy bên trái. Gan luôn luôn phải có, chứ không phải là mất cái gan, luôn luôn phải có gan. Nhưng mà nó đa la lách, tức là ưu thế bên trái, tức là nhiều cái lách. Nào, như vậy là cái này nó gọi là situs ambiguous với là đa la lách, hoặc là polystenia syndrome, tức là cái kiểu bệnh bên trái. Thì nó có một cái mốc giải phẫu để mình định vị được nó, tức là nó sẽ đứt đoạn tĩnh mạch trụ dưới với liên tục tĩnh mạch đơn hoặc bán đơn. Nói này có hình dung lắm, cho các anh chị xem hình. Tức là cái tĩnh mạch trụ dưới đi lên đây thì nó bị đứt đoạn, và cái nối tiếp đây là cái tĩnh mạch azygos hoặc là cái hemiazygos này. Thì nói thì khó nhưng mà nhìn trên hình thì nó dễ. Lúc này ta nói với anh chị á là bình thường á là cái họng tim này nó bên trái, cái động mạch chủ xuất bên trái, đây là cái ngang ngực, và cái bên phải này nó không có gì hết trơn. Nhớ cái lúc nãy không? Còn bây giờ mình thấy tự nhiên nó có một cái lỗ tròn ở bên phải này, thì đó chính là cái tĩnh mạch azygos, tĩnh mạch đơn. Và cái này nó gọi là dấu hiệu hai mạch máu. Bình thường nó không có cái này các anh chị. Nhớ không? Nhớ không? Thôi này, coi này, như thấy mơ mơ mà mày quá, mơ mơ mà mày quá. Thôi rồi. Con mất tiêu rồi. Đấy, sorry tốt. Đây là cái cơ gà kia rồi. Bình thường á là cái động mạch này nè, nó nằm bên này hoặc bên này, tức là nếu mà nằm bên trái này luôn đó là nó là bình thường, tức là mõm tim bên trái, động mạch chủ xuống bên trái. Còn đây là trường hợp động mạch chủ xuống nó nằm bên phải, tức là nó chỉ có một cái mạch máu thôi, đúng không? Còn cái trường hợp này là mình sẽ thấy nó có hai mạch máu ở trên ngực á đó. Một cái mạch máu bên phải này nó có thêm mạch máu bên trái, thì cái mạch máu bên trái này là tĩnh mạch azygos. Và cắt xuống tận bụng á thì mình thấy rằng là cái động mạch trụ bụng này và đối xứng với qua cái cuộc sống là thêm một cái mạch máu nữa. Thì đây là tĩnh mạch azygos chứ không phải là cái tĩnh mạch trụ dưới, tại vì tĩnh mạch trụ dưới nó nằm lên. Nhưng mà chưa rồi. Như vậy là đối với cái left isomerism là mình có dấu hiệu hai mạch máu. Mình xem một số hình nha. Đó. Cái gì thấy đây là cái cột sống, đây là cái dạ dày và nó có hai mạch máu. Đây là cái dạ dày và có hai mạch máu nằm kế cận. Cắt ngang cái quả tim thì cái gì thấy cái tim này nó có ứng trục của nó. Và đây là cái cột sống này, có hai cái mạch máu nằm cạnh nhau. Đây là dấu hiệu hai mạch máu.
thì đây là left isoparesis. Và như vậy là cái cấu trúc mạch máu nó đối xứng qua cái cuộc sống, đó là cái tĩnh mạch arteriovenous chứ không phải là cái tĩnh mạch chiều dưới. Đó. Các chị thấy một cái tim quá bất thường luôn. Đây là cái cột sống phía sau, nó có cái dấu hiệu hai mạch máu. Như vậy là đây là động mạch chủ xuống, còn đây là tĩnh mạch arteriovenous chứ không phải tĩnh mạch chủ dưới. Đó. Như vậy thì bây giờ tôi tóm tắt lại những cái gì tôi trình bày cho các anh chị. Cái thứ nhất là bình thường là cái động mạch chủ và cái tĩnh mạch chủ dưới nó nằm so le hai bên cột sống. Cái này là situs solitus. Và nếu mà nó đảo ngược lại, dạ dày nó qua bên phải nó nằm động mạch chủ xuống, nó qua bên phải nằm xong cái này, thì cái này nó là hai bên xuống solitus, hai bên xuống. Hai cái cấu trúc mạch máu ở vùng này nó nằm ở một bên cột sống hết thì nó là right isoparesis. Còn hai cái cấu trúc này nó nằm đối xứng qua cái cột sống thì này là left isoparesis. Cái này trong sách người ta ghi chú sai, tôi lấy từ sách mà cái sách người ta ghi chú sai. Đây là cái ven arteriovenous chứ không phải là cái ven chủ dưới. Cái này là 1%, cái này là 2% tim bẩm sinh. Cái right isoparesis thì người ta thống kê khoảng chừng 99-100% tim bẩm sinh. Cái left isoparesis khoảng chừng 90% tim bẩm sinh. Dạ. Và cái dextrocardia tức là cái mõm tim nó qua phải thì nó 95%, cái dạ dày nó qua phải và gần 80% tim bẩm sinh. Cái quai động mạch chủ qua phải, tần số tim bẩm sinh rất là cao. Như vậy thì để đơn giản thì mình sẽ có ba cái cấu trúc mình có xem xét. Tôi nhắc lại về cái bài này, cái gì học xong thì cái gì thuộc luôn. Thứ nhất là cái mõm tim, thứ hai là cái động mạch chủ xuống và thứ ba là cái dạ dày. Ba cái này nằm cùng bên, hoặc là bên trái thì nó là solitus và bên phải nó là arteriovenous thì cái tần suất nó là 1-2% tim bẩm sinh, tức là đây là không phải là đối tượng để khảo sát trường tim thai. Còn nếu mà một trong ba cấu trúc này nằm đối bên, tức là da dày qua phải thì nó là viscerositus, mõm tim qua bên phải nó là dextrocardia, động mạch chủ xuống qua phải thì cái này là nguy cơ cao tim bẩm sinh. Hai cái mạch máu cần xem xét là động mạch chủ và cái tĩnh mạch chủ dưới hoặc là tĩnh mạch đơn. Thì nếu mà hai mạch máu này nằm cùng với một bên cột sống thì nó là right isoparesis. Còn nếu mà nó nằm đối xứng qua hai bên cột sống thì nó là left isoparesis. Đó là hai cái situs nằm đối xứng. Và như vậy là đối tượng nguy cơ cao. Đơn giản không các anh chị? Rồi. Các bạn thì đây là một cái bài rất là đơn giản và tôi nghĩ là rất là hiệu quả đối với các anh chị. Chắc có lẽ là các anh chị học thêm nửa tiếng nữa, nghỉ dài lâu chút, học thêm nửa tiếng rồi nghỉ ha. Tại vì bài thì nó còn nhiều lắm mà tôi chỉ có ngu hầu dạy các anh chị một buổi thôi, một ngày thôi chứ không có hơn nha. Rồi dạy làm chút đi.